Rồi quý vị ơi, tiếp theo là bonsai số 88 nha quý vị. Hai cây sâm hương nha, 400k bao ship luôn nha quý vị. Đây. Rồi cái tông này nãy tôi có bán cặp tôi nói rồi đó, cái tông này giờ không có làm nhiều cành nữa nha quý vị. Là một thân một với quái thôi bán à, chứ không có làm nhiều nhánh cực đó. Này quái nha nè, ngón tay tôi nè. Cặp 400 ha. Có đầy đủ chân cành hết trơn luôn rồi nha. Rồi. Đó, cành cốt bành kia trơn, mấy này về vô nhôm chỉnh ra là thành cái cây liền nha quý vị. Rồi, một cặp 400 luôn, xuống luôn.